cận cảnh thi thể cầu thủ Paulo tại sân bay Tân Sơn Nhất. Sáng nay, thi thể cầu thủ Paulo đã được đưa đến sân bay Tân Sơn Nhất. Trên fanpage của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, đại diện câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cùng các thành viên đội cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai miền Nam đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Đắk Lắk, Vũng Tàu, Gia Lai đã tiễn biệt tiền đạo Paulo về đất mẹ. Theo lịch bay, thi thể Paulo sẽ về đến thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha, nơi mẹ, vợ và người thân của anh đang chờ đón. Mọi người sẽ luôn nhớ đến nụ cười hiền hòa của anh. Paulo là một trong ba thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai bị tử nạn trên đường di chuyển từ Đắk Lắk về Pleiku ngày 12 tháng 8. Vụ tai nạn thương tâm đã gây bàng hoàng giới bóng đá cả nước. Liên đoàn bóng đá châu Á, Liên đoàn bóng đá thế giới sau đó đã gọi điện chia buồn đến câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai về sự mất mát này. Sau khi tử nạn, bác sĩ Đào Trọng Trí được an táng tại quê nhà An Khê, Gia Lai hôm 14 tháng 8. Trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh được hỏa táng tại Đắk Lắk ngày 16 tháng 8. Riêng thi thể của tiền đạo Paulo được lưu giữ tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai ở Pleiku. Tối 15 tháng 8, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã tiến hành lễ truy điệu cho cầu thủ này. Sau đó thi thể của Paulo được đưa xuống thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể của anh đã được đưa về Bồ Đào Nha. Tại quê nhà Bồ Đào Nha, mẹ Paulo đã làm lễ tưởng niệm cho anh bên bờ biển. Mẹ của anh đã chuẩn bị và dành tất cả tình yêu thương vô bờ bến để chờ đợi con trai trở về. Theo nguyện vọng của gia đình, mẹ của Paulo đã ủy quyền cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai làm các thủ tục để đưa thi thể của anh về quê hương Bồ Đào Nha để an táng. Việc con trai mất nơi đất khách quê người là nỗi đau khôn nguôi với mẹ của tiền đạo Paulo. Bà chia sẻ, nước mắt của mẹ đã cạn, trái tim của mẹ đã tan vỡ, con trai hãy cho mẹ sức mạnh để tiếp tục. Được biết, trước khi tai nạn xảy ra, Paulo có dự định cùng vợ trở về quê nhà vào ngày 16 tháng 8 khi kết thúc mùa giải cùng Hoàng Anh Gia Lai và đến Brazil du lịch sau đó. Tuy nhiên, dự định đó đã không thể hoàn thành. Thi thể tiền đạo Paulo về Bồ Đào Nha trên máy bay Thổ Nhĩ Kỳ. Tai nạn giao thông tại Pleiku vào chiều ngày 12 tháng 8 đã khiến ba thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là huấn luyện viên Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí và tiền đạo Paulo Medeira thiệt mạng tại chỗ. Hôm qua, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã hoàn tất thủ tục xin phép Đại sứ quán Brazil và Bồ Đào Nha để tiến hành tìm chuyến bay và đặt vé. Trong sáng ngày 18 tháng 8, vé máy bay đã được câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đặt xong. Theo đó, thi thể tiền đạo Paulo sẽ được đưa về Bồ Đào Nha trên chuyến bay của hãng hàng không Tusky Airlines vào lúc 21 giờ 25 phút tối ngày 19 tháng 8. Sau khi đón thi thể của tiền đạo Paulo tại sân bay Lisbon vào trưa ngày 20 tháng 8, gia đình sẽ đưa về an táng. Vợ chưa cưới của tiền đạo Paulo đã từ Việt Nam về Bồ Đào Nha từ trước để chuẩn bị mọi việc. Ngày mai 19 tháng 8, công ty dịch vụ mà câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ký hợp đồng sẽ tiến hành các bước còn lại trước khi đưa tiền đạo Paulo về Bồ Đào Nha. Theo hội đồng cổ động viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, lễ nhập quan sẽ bắt đầu lúc 12 giờ tại trung tâm pháp y thành phố Hồ Chí Minh, lúc 13 giờ sẽ bắt đầu lễ viếng và 14 giờ sẽ đưa quan tài kẽm ra sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục chuyến bay. Chi phí trọn gói cho chuyến đi bao gồm ướp xác, quan tài kẽm ba lớp tiêu chuẩn quốc tế, chứng từ pháp lý, thủ tục hải quan cho quan tài và khoảng 300 triệu đồng sẽ được câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chi trả toàn bộ. Mẹ Paulo tưởng niệm con trai bên bờ biển Bồ Đào Nha chờ anh về nhà. Sau nhiều ngày quan tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai, tỉnh Gia Lai, Paulo được đưa về thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, nhiều người hâm mộ của Hội Cổ động viên bóng đá phố núi khu vực phía Nam đã có mặt để viếng và thắp nén nhang tiễn biệt tiền đạo 27 tuổi này. Theo lịch trình, đầu giờ chiều ngày 19 tháng 8, Paulo sẽ được đưa lên máy bay để về quê nhà Bồ Đào Nha. Dự kiến chiều ngày 20 tháng 8, Paulo sẽ về đến thủ đô Lisbon. Sau đó, anh sẽ được di chuyển về thành phố Faro, cách Lisbon khoảng 270 km. Mẹ và vị hôn thê của Paulo cùng bạn bè người thân đang chờ đón anh cùng nỗi tiếc thương vô hạn. Ở Bồ Đào Nha, mẹ Paulo đã chuẩn bị một buổi tưởng niệm trang trọng trên một bờ biển để đợi con trai trở về. Thông tin mới vụ xe của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gặp tai nạn liên hoàn khiến 4 người thương vong. Chiều 12 tháng 8, Cảnh sát Giao thông và Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai cho biết thêm một số thông tin về vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm chết 3 người, bị thương 1 người trên xe con của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Vào khoảng 14 giờ 40 ngày 12 tháng 8, tại km 1646+500 trên quốc lộ 14, đoạn qua thôn Tao Cho, xã Ia Hrú, huyện Chư Pư, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một chiếc xe tải mang biển kiểm soát 81A02760 do tài xế Đinh Tiến Bình sinh năm 87, trú thôn Hòa Bình, thị trấn Nhân Hòa, huyện Chư Pư cầm lái, chạy hướng Đắk Lắk Gia Lai với một chiếc xe con biển kiểm soát 81S00470 do Nguyễn Tú Sinh sinh năm 1966, trú tổ 10 phường Ia Kring, thành phố Pleiku cầm lái chạy cùng chiều.
Tiếp đó, xe tải húc xe con rồi cùng đâm vào xe ben 47C26306 do tài xế Nguyễn Tấn Sơn sinh năm 1984, trú thôn Tân Lập xã Đông Ray, huyện Krông Búc, Đắk Lắk, cầm lái chạy ngược chiều. Vụ tai nạn liên hoàn khiến xe con của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai bị kẹp giữa hai xe tải, bẹp nát. Được biết, trên xe con lúc này có 4 người, gồm ông Dương Minh Ninh sinh năm 1975, trú tổ 5 phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, trợ lý huấn luyện viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Anh Đào Trọng Trí sinh năm 1992, trú tổ 5, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, bác sĩ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Và Paulo Oliveira sinh năm 1996, quốc tịch Bồ Đào Nha, gốc Brazil, tiền đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Và tài xế Nguyễn Tú sinh năm 1966, trú tổ 10, phường Ia Kring, thành phố Pleiku. Tai nạn nghiêm trọng khiến 3 thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là ông Dương Minh Ninh, anh Đào Trọng Trí và tiền đạo Paulo Oliveira tử vong. Còn tài xế trong xe bị thương và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Chiều tối ngày 12 tháng 8, lãnh đạo khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết đã tiếp nhận ông Nguyễn Tú Sinh, trú tổ 10, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, trong tình trạng đa chấn thương, ông bị gãy xương đòn, xương sườn và bị choáng. Paulo của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tử nạn, chi phí đưa về nước như thế nào? Vào khoảng 15 giờ chiều 12 tháng 8, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại xã Ia Hru, Chư Pư, Gia Lai, khiến 3 thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gồm trợ lý huấn luyện viên Ninh Dương Minh, bác sĩ Đào Trọng Trí và tiền đạo Paulo Madeira Oliveira qua đời. Sau khi tai nạn xảy ra, từ Bồ Đào Nha, mẹ cầu thủ Paulo cũng đang tiến hành làm các thủ tục để bay sang Việt Nam, sau đó cùng vợ Paulo đưa thi thể anh về nước. Ông Nguyễn Tấn Anh, giám đốc điều hành câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho biết, riêng trường hợp cầu thủ Paulo Oliveira do là người nước ngoài nên chúng tôi phải làm thêm các thủ tục khác. Hiện thi thể cầu thủ này được đặt ở nhà tang lễ của Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai. Chúng tôi đang tìm dịch vụ mai táng tốt nhất để đưa thi thể của Paulo về thành phố Hồ Chí Minh, sau đó mới đưa về Bồ Đào Nha bằng hòm chuyên dụng. Hôm nay là ngày Chủ nhật nên các thủ tục liên quan phải chờ đến ngày thứ hai mới tiến hành được. Chúng tôi có liên hệ với cơ quan hữu quan phía Việt Nam và tất cả đều rất thuận lợi. Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Việt Nam cũng sẵn sàng nhiệt tình hỗ trợ các thủ tục liên quan để mẹ của Paulo sớm qua Việt Nam cũng như việc đưa thi thể anh về nước theo nguyện vọng gia đình. Ông Nguyễn Tuấn Anh cũng nói thêm, anh Đoàn Nguyên Đức đã chỉ đạo rằng mọi chi phí liên quan đến việc mai táng cũng như đưa thi thể cầu thủ Paulo về nước đều do tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chi trả, phải tập trung lo hậu sự tốt nhất cho họ. Được biết khi xảy ra vụ tai nạn, vợ của cầu thủ Paulo đang ở Pleiku chờ chồng về và hai có kế hoạch cùng nhau đi thành phố Hồ Chí Minh để về Bồ Đào Nha khi kết thúc mùa giải. Khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, biết chồng mình cùng hai thành viên khác của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã tử nạn, chị đau đớn tột cùng, chỉ biết khóc và khóc, bi kịch xảy ra quá bất ngờ. Sau đó, một số nhân viên trong tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã đến chung cư nơi vợ chồng Paulo ở để an ủi động viên và giúp vợ của Paulo vượt qua cú sốc tinh thần.